Đây các bạn có thấy tuyết rơi không? Tuyết rơi nha. Úi giời ơi, được hưởng tuyết rơi nha. Tuyết rơi nhá, đây là ứng dụng STEM ở Noi nhá. Đấy, đã thấy tuyết rơi chưa? Có đi lạnh không? Tuyệt vời quá, tuyết rơi đấy. Tuyết rơi đấy. Đấy, cần gì phải đi Sapa, cần gì phải đi châu Âu, Hàn Quốc. Tuyết rơi nhá các bạn nhá. Tuyết đang rơi, tuyết đang rơi, tuyết đang rơi. Úi giời ơi. Thấy nhá, trải nghiệm đầu tiên là tuyết rơi. Tuyệt vời chưa? Tuyệt vời chưa? Tuyết rơi nhá. Đấy. Trải nghiệm đầu tiên là thưởng thức tuyết rơi. Tuyệt vời quá. Mấy khi được bà chủ làm hướng dẫn viên du lịch như này. À. 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 Pháo đất hay phết đấy. Ngày xưa anh toàn chơi pháo đất đấy. Cò he các thứ. Đúng rồi. Đúng rồi. Vâng. Em gọi là sân khấu mặt trăng đấy ạ. À. Hình mặt trăng ạ. Đấy. Sân khấu mặt trăng, còn bên trái là sân khấu mặt trời ạ. À. Đấy, mặt trăng và mặt trời. Mặt trời thì đây là trung tâm, nó là đèn năng lượng mặt trời đấy ạ. Các cái tấm ở trên là tấm pin năng lượng mặt trời. Pin năng lượng mặt trời. Vâng. Thì các cái hoạt động trải nghiệm về đèn năng lượng mặt trời, các thứ gọi là đây ạ. Gọi là mặt trăng mặt trời thì một cái hình bán nguyệt và một cái hình à. À. Đến mùa thì em trồng hoa hướng dương. À. Thì nó cũng có tí ý nghĩa về các cái hoạt động trải nghiệm, nó vừa là một cái khu tiểu cảnh sân khấu nhưng cái kia là ấy à, tác phẩm văn học của ấy à, Nam Cao à? Vâng ạ. Đi đâu cũng thấy tác phẩm văn học của Nam Cao. Nhưng mà nó mang tính dân gian. Đây, xưởng sáng tạo à? À đây, xưởng sáng tạo đây đúng không? Xưởng sáng tạo đấy ạ. Xưởng STEM đấy thầy. À, xưởng STEM. Xưởng đây, xưởng sáng tạo STEM. À. À đây. Và cứ có một là chiếu đèn hay là hôm nào có nắng ấy. Đấy, cái đèn nó phát sáng. Đấy thì học sinh vừa được làm này, vừa được trải nghiệm này. Đấy, đây là đây là quạt năng lượng mặt trời. Hoặc là bằng pin, hoặc là bằng năng lượng mặt trời, thậm chí là gió. Gió. Đây là em cho gió vào là đèn nó sáng ạ. Vâng, đấy. Những cái bài học về STEM nhưng mà nó cũng có cả
tuyệt vời. Đây là những cái sản phẩm đầu ra cho các con. Thường thì mình sẽ có rất nhiều những cái sản phẩm mà nó mang tính ứng dụng. Đây, ví dụ như là như thế này. Nó vừa là một bức tranh mà chưa hiểu về bánh răng chuyển động và chuyên chuyển nhẹ. Vâng ạ, chuyển chuyển động. Đấy, thì nó cũng là những cái bài học trong cái giờ học của học sinh của lớp, từng lớp học, từng môn học của các con. Rồi. Chị ạ. Kỳ học trò bên kia. À, hôm nay gặp học trò V-School nhá. Hôm nay gặp các con V-School sang bên này này. Đấy. Đây. Đây. Các trường tổ chức cho học sinh tới đây để học tập trải nghiệm. Vâng. Ở ngoài cửa rất nhiều xe của Vincom. Học trò Vincom. Đấy. Ẩm thực luôn nhá. Hôm nay học trò Vincom đây, học trò à, học trò nhỏ thế nhỉ. Ngon quá. Alo, chơi khoảng có cả một lớp khu 4 ạ. Nhưng mà các bạn sẽ nghỉ lúc này. Học trò Vincom rất đáng yêu. Học trò Vincom hôm nay đến đây trải nghiệm đây. Ở ngoài cửa thấy rất nhiều xe của Vincom. Các con rất vui. Đấy. Rất vui. Học trò Vincom đi trải nghiệm giáo dục. Mầm non hả cô? Đúng không? Học sinh mầm non à? Đấy. Học sinh mầm non Vincom. Học sinh mầm non. Học sinh mầm non. Mầm non. Học sinh mầm non nè. Đây này, cửa hàng, cửa hiệu, có thứ. Ôi, bọn trẻ con ngồi ăn thích không? Mầm non ở. Đấy. À. Hay không? Đồng thanh luôn. Đồng thanh luôn, đồng thanh luôn. Đấy. Ờ, ăn khỏe thế nhỉ? Ăn hết suất này, mỗi suất quả chuối. Ăn khỏe nhỉ? Ăn được như này tốt quá. Đấy, các bạn Vincom này. Đấy. Đấy, ăn ngoan chiều chơi. Đấy, ăn hết. Đấy, gặp học sinh này hay này. Đấy, úi dồi, ăn rất tốt luôn. Nhà, bọn ăn một suất. Đấy. Đấy, gặp thầy mầm non là hiếm lắm nhá. Gặp thầy mầm non là rất hiếm. Ăn hết đấy, bọn ăn hết đấy, khỏe. Ăn khỏe. Gặp thầy mầm non là hiếm phết nhỉ. Con, chào con, chào con, chào con. Đấy, thích quá.
Hả? Việt Đức ạ, về phải có tâm tình thầy giáo mầm non luôn. Rất ít khi gặp thầy giáo nhá. Đây các thầy giáo này. Thầy giáo mầm non thì hiếm phết đấy. Các thầy đấy chứ. Ôi đã ăn khỏe phết đấy nhá. Một suất ăn này là nhiều phết. Đấy. Thôi phải đi nghe giới thiệu tiếp. Cũng thư pháp. Té. Thầy Ngô để tập tẻ ra. Sân khấu chính. Học trò mầm non của Vincun. Học trò mầm non. Thương hiệu là Mandora. Pan. Pandora. Hay nhỉ, cánh buồm. Tranh thủ xem trước. Cây, khu trại, sân bóng. Đấy. Nhà trông hay không? Đấy, tí ra chụp ảnh. Đấy. Trẻ con được đi chơi này trường làm. Nó có các cái hoạt động của nó. Chưa. Sân vận động liên hoàn. Rừng trúc. Hoạt động team building. Vận động liên hoàn. Leo trèo này. Đấy. Leo trèo này. Đấy. Hoạt động team building này. Đấy. Đấy, cái này là leo trèo này, nhảy này. Đấy, nhảy. Sasuke. Suke. Đấy. Đấy. Đây này. Vận động. Đấy. Đúng rồi, vừa ăn. Đây là vận động, các cái trò chơi vận động. Đúng rồi. Cũng là trò chơi vận động. Đây này, vùng này là vùng vận động hết. Đây là các loại cây này. Cây này cây gì? Cà chua. Cà chua này sai. Cà chua này. Cà chua. Cát. Ngày 2 ghi. Báo cáo một lượt sơ qua cả.
phàm, phân ly phàm. Cho dê ăn. Con dê là con gì? Đây ạ, còn đây là khu vận động liên hoàn. Con nhé. Đây các chuồng này đều là các chuồng có vật nuôi đấy, nhưng đó lại cũng là một cái bài học là gì? Đang học sinh xong thôi một phát mở ra thỏ chưa phải chạy hết hết cả luôn. À, em nuôi thỏ, nuôi gà sao, gà tre các kiểu. Nhưng mà học sinh cứ thò vào xong bắt đầu là mở cửa ra. Không biết cứ là một tháng mà phải chạy mua lại rất là nhiều. Có chứ mà. Có đều có khóa hết. Đây là cái chỗ phun nướng các chuồng. Các trải nghiệm về MasterChef. Nấu cơm niêu. Trải nghiệm nấu cơm. Vâng ạ, nấu cơm niêu, nướng ngô khoai. Rồi nướng cá. Thậm chí là các bạn ấy ờ một đằng là em cho một cái cố như thay gạo ờ học sinh từ hạt khóc này con các bạn dã thành hạt gạo này gạo các bạn sẽ thành bột này bột các bạn thành bánh quy trình của tạo ra một cái món ăn như thế nào là trải nghiệm hơn công đơn của món ăn đống rơm này lâu ngày đừng nhìn đống rơm đây này. Đấy, cái này là đang quy hoạch lại đống rơm lại So here master chef they can cook and they can make anything here, right? Yes, everything. Giật giật cho thức ăn xuống à? Em này cho dê ăn à? Hả? Có con dê đằng sau chưa ăn gì nữa. Hả? Ăn à? À, đấy. Thích quá, có người cho ăn thế thì thích quá. Một con dê lại chim hai con dê được ăn. Thích quá. Những cái này em cũng phải trả chi phí rất là nhiều. Tức là thời gian đầu em làm nó theo kiểu khá là không chắc chắn. Đây, ra đây này. Úi giời ơi. Rau muống à? Sơn là phụ mà nó khá là chính. À. Nếu mà mình không làm những cái mà mình không có kỹ thuật đó, nó hỏng hoặc là sửa không biết bao nhiêu tiền, có khi đầu tư một đồng nhưng mà sửa phải. Nếu mà từ đầu mà làm theo kiểu các cái vật liệu mà nó không đảm bảo về an toàn và độ chắc chắn thì sửa liên tục luôn. Ừ.
Thôi đi xe thật nhiều rồi, bây giờ đi xe giả vậy. Đây rau rồi này. Không đi này chắc in vẫn được mà, trên này chắc in vẫn đẹp cái gì đâu. Đấy. À, đây, ví dụ đây cũng là một khung mà em vừa phải làm lại đấy ạ. Thay đổi nhiều mà. Đấy, như là phải thay đổi lại toàn bộ vì nó bị hỏng hết thôi. Tức là những cái hỏng hết, bây giờ phải làm những cái mà nó mang tính chắc chắn. Chắc chắn, vâng. Vậy còn phải đẹp. Đấy, trả giá được một cái cũng cực kỳ nhiều tiền. Có nhiều lắm luôn á. Đấy thôi ạ. Đấy. Đấy. Vì là có nhiều cái cộng hưởng nhá, học sinh một học sinh đồ đúng là không sao. Hàng trăm đứa nó là đổ. Đây là những cái chỗ này này. Thích nhà. Không mấy khi được chơi. Em học có mấy em? Em học mẫu giáo. Mẫu giáo này là mẫu giáo hưu. Mầm non hưu trí đấy. Đại học hưu trí. Đây, tôi với ông Đức là mầm non hưu trí đây à. Đấy. Sinh vào đội mầm non hưu trí. Mà mãi chưa được. Chẳng mấy khi được chơi. Đấy. Không mấy khi được chơi nhá, thích nha. Đấy. Đấy, úi giời. Rồi.